Thật lòng là em tiến muốn lên cho anh em những cái mẫu, những cái sản phẩm đến từ nhà khác. Nhưng thực sự lần này về quá nhiều mẫu đến từ nhà ông Địa. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em thêm một outfit đến từ nhà ông Địa. Với phần áo được thiết kế logo nổi và phần trắng của nó được hiện lên. Nếu mà anh em chơi dòng Địa lâu năm thì anh em có thể thấy cái mẫu bị khuyết đi. Đó là một chữ U. Chữ U này chắc là không còn xa lạ với những anh em đã chơi dòng Địa lâu năm rồi. Với phần thiết kế mẫu áo này ôm sát, giúp cho phần vai của anh em lo to như những mẫu khác mà em tiến đã giới thiệu rồi. Và chất liệu của mẫu thun Địa này thì thoáng mát và thoải mái không phải bàn. Và với lần đằng sau cũng được thiết kế đơn giản như những mẫu áo kia. Với điểm nhấn là phần trước của mặt áo tạo nên cho anh em sự khác biệt và tạo cho anh em một cái phong cách riêng. Và để đi chung với chiếc áo thun này thì chắc chắn anh em không thể nào thiếu được một mẫu nón màu trắng. Và em tiến đặc biệt giới thiệu cho anh em thêm một mẫu nón đến từ nhà Địa. Đây, với phần lưới thoáng mát nha anh em. Và để anh em sở hữu được bộ outfit này thì anh em chỉ cần bỏ chưa đến 2 cục. Và em tiến thấy đó là một cái giá vô cùng hợp lý nếu như anh em muốn rước một mẫu Địa về nhà. Và nếu anh em là cảm thấy ưng ý mẫu này, hãy đến với em Tiến nha. Và em là Tiến Vĩ, chuyên hàng hiệu Mỹ.